Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến. Lại bên live stream để anh để nói về vấn đề luật pháp nước Mỹ cho chị các bạn hiểu. Ở bên Mỹ đó, người ta các bạn thấy đi mua thuốc hút hay là vô một cái tiệm mua đồ là nó đòi hỏi phải có giấy chứng minh thư. Các bạn thấy không? Đây. Đây là cái giấy chứng minh thư. Dưới 18 tuổi không được mua thuốc hút. Chưa nói đến rượu bia nhé. Anh chị em các bạn, các bạn thấy ở Mỹ nó để thuốc hút rất là mắc. Nó đánh thuế bạc mạng luôn. Anh chị em các bạn thấy một cái, đây là một cái cửa hàng mà nó gọi là người ta mua đồ ăn với cái cửa hàng giống như ở Việt Nam mấy cái chạm xăng đó anh chị các bạn. Ở bên các bạn thấy luật pháp bên Mỹ nó không phải Việt Nam mình đâu. Nhiều người tụi chống cộng cực đoan bên Mỹ nó lên mạng nó kêu gào, nó nói là cái này cái nọ. Các bạn biết ngay cả vấn đề mua thuốc hút đó, là phải 18 tuổi trở lên và phải có giấy ID, cái giấy chứng minh đó mới mua được. Bạn thấy không? Đồ cái gì như vậy nó có cái luật của nó. Người ta bán buôn tất cả một cái gì như vậy nó phải có một cái luật, một cái giấy phép hành nghề, cái license, chứ không phải là muốn bán như bán. Các bạn thấy người ta phải dán cái giấy license ở lên trên một cái ở trên đó, các bạn thấy không, cái giấy phép license cái chỗ để dán lên đó. Chứ không phải là giống như Việt Nam muốn mua gì mua bia rồi cũng vậy nữa. Các bạn thấy người ta bán bia rượu ở bên này cũng vậy, mua bia mua rượu đó phải có cái tuổi đủ. Các bạn thấy không, 21 tuổi bên này mới được mua bia rượu. 21 tuổi nhá. Còn người nào mà nó bán, các bạn biết là vô một cái cửa tiệm như vậy mà cái người chủ tiệm hay là cái người mà bán bia rượu đó, bán cho dưới 21 tuổi đó, là bị phạt rút giấy phép license. Các bạn biết mua một cái giấy phép license đó, để bán bia rượu đó, theo tôi biết đó, giá rẻ thì rẻ cũng khoảng 100.000 đô, chỉ mua cái giấy phép license thôi đó. Tùy theo nha, những cái mà cửa tiệm nhà mà nó bán mà liquor, nó bán gọi là bia rượu mà mấy cái bar đồ á, các anh chị các bạn biết những cái giấy phép mà thành license mà để thành nghề, chỉ mua cái license là bán bia rượu thôi đó, có thể lên tới 300.000 trở lên. Các bạn thấy không? Đó đâu phải Việt Nam đâu, các bạn thấy không, luật pháp Mỹ không? Nó đâu phải đùa giỡn, nó đâu phải đùa giỡn đâu. Bởi vì nhiều khi các bạn, tôi nói các bạn, dân chủ, dân quyền của Mỹ, tự do ngôn luận, đâu phải để bia rượu về là muốn vô á, là xách ra là đi đâu đó. Dưới 21 tuổi mà vô bia rượu hay là uống á, là cảnh sát nó phạt. Các bạn thấy không, luật pháp của người ta nó rõ ràng đâu ra đó. Thuốc hút, các bạn thấy thuốc hút á, bên này rất là mắc. Nhiều khi nó vô tiệm á, nó ăn cắp, cho nên người ta để rất là cẩn thận. Nó để trong cái ở trên á. Để tôi cho các bạn biết một gói Marlboro gần 8 đô. Các anh chị các bạn biết coi. Một cái gói thuốc Marlboro gần 8 đô la. Ghê không? Là chưa có cộng thuế nha. Các bạn biết còn cộng thuế lên nữa, khủng khiếp không? Bởi dân Việt Nam mà bên này hút thuốc, các bạn biết phải đi về Việt Nam á, nhờ người ta mua đem qua cây này qua cây nọ, khủng khiếp lắm. Các bạn thấy vấn đề mà tôi nói về đời sống dân sự bên Mỹ thôi, và các anh chị các bạn thấy sự chóng ngợp của nó. Tất cả cái gì nó đều phải có một cái giấy phép, các bạn thấy không? Marlboro mà tùy theo loại nhá, cái này nữa nè, 8 đồng 26 xu một gói thuốc, chưa cộng thuế nha anh em các bạn. Các bạn thấy khủng khiếp không? Tại sao các bạn biết thuế hút thuốc nó mắc không? Tại vì bên Mỹ á, mấy tụi làm thuốc các ngày xưa nó làm là người ta hút, người ta bị ung thư nhiều quá, nó đờn thằng đó coi như là má nhìn không ra, là thằng Philip Morris. Các bạn thấy ngay cả vấn đề mà bán ga rồi cũng vậy. Các bạn thấy người ta có giữ rất là kỹ lưỡng, chứ đâu phải nó để bừa bãi giống như Việt Nam đâu. Anh chị em các bạn thấy
ngay cả những đề mà tôi nói bên Mỹ mà nó bán ga đó, ga mà khí đốt mà để những cái bình ga mà người ta đốt cho nấu cơm hay này kia đó, anh chị các bạn thấy không, nó có cái luật hết, nó có một cái quy luật của nó. Ngay cả cái bình ga, các bạn thấy trong cái bình ga đó nó phải có cái nhãn hiệu, nó có cái nhãn hiệu của nó là của cái luật, luật của liên bang, nó ghi trong đây là mình phải đáp ứng đúng cái quy luật của nó, các bạn thấy không? Chứ đâu phải là ở bên Mỹ là anh muốn nói gì anh nói đâu. Bởi vì cái con nhỏ mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, anh chị em các bạn thấy trong nước thì nó đi cầm máy, nó đi quay nào là ô nhiễm môi trường thế này thế nọ, nó cầm nó la. Ở bên Mỹ không có cửa đâu, ở Mỹ là đụng vô mấy cái đó là đâu phải giỡn đâu. Tại vì thông tin truyền thông ở bên Mỹ các bạn biết đó, nó mà nói đó, là phải chính xác, phải có cái căn cứ, phải rõ ràng. Nói tầm bậy tầm bạ, nó quất văng vô vách má nhìn không ra luôn. Các bạn biết, nó thưa kiện là tía má nhìn không ra. Ở Mỹ người ta sợ nhất là vấn đề thưa kiện. Động vô pháp luật Mỹ hả? Nó phức tạp lắm. Anh chị em các bạn biết, ngay cả cây xăng bên Mỹ, nó cũng có cái luật lệ của nó rõ ràng hết. Chứ không phải là anh nghĩ rằng anh đến Mỹ là anh muốn nói gì anh nói đâu, không phải như vậy đâu anh chị các bạn. Cho anh Lệ Minh chia sẻ để anh chị em các bạn hiểu về những đề pháp luật của Mỹ. Có nhiều người lên trên mạng cứ tối ngày đòi quyền này quyền nọ, nhưng mà họ không có hiểu, họ đòi không mà họ muốn hiểu. Các bạn thấy không, đời sống bên Mỹ mà bây giờ anh chị em các bạn từ từ cháu nó cũng nhừ thôi. Từ từ cháu nó cũng nhừ thôi chứ không có gì hết trơn á. Bởi vậy các bạn thấy nhiều khi mấy thành phần mà chống cộng cực đoan ở trong bên Mỹ hay là những cái thành phần mà dân chủ cũ trong nước, nó mày lên mày đấu tranh đi, tao cho mày qua Mỹ, ông nhà nước mình hay không cho mày qua Mỹ. Cho mày vô nước Mỹ để mày nếm mùi tự do dân chủ, tự do ngôn luận như thế nào. Các bạn thấy chỉ mô hình dân sự thôi đó, tôi chưa đi xuống những cái nơi mà tòa án, những cái nơi mà pháp quyền công chính đồ của Mỹ người ta làm việc đó. Các bạn thấy còn phải sợ nữa kìa, chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì các bạn biết dân Việt Nam mình mà qua mà lái xe đó, mà gặp các bạn biết gặp mà cảnh sát mà nó hỏi chứ nó thổi lại cái á, ngồi rung cầm cặp gì á, ngồi là ú ế. Còn mà nó phạt mà kiểu mà ra tòa rồi á là các bạn biết còn khóc nữa. Ở bên này phạm lỗi giao thông anh chị các bạn biết là một cái sự gọi bên này nó gọi là nightmare, tiếng Anh gọi nightmare, các bạn biết đóng tiền phạt là một chuyện ha, bảo hiểm nó tăng rồi nó lưu mình, nó câu lưu mình vô trong cái bộ database của chính phủ, các bạn thấy chứ đâu phải giỡn đâu. Đời sống ở bên Mỹ bởi vì những thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám dân chủ cũi có phước không biết hưởng mấy đứa ở trong nước, đất nước bình yên phát triển đổi mới không lo làm ăn, tối ngày chỉ đi phá hoại. Thế anh chị em các bạn thấy ở bên Mỹ cái ngành luật sư là ngành hái ra tiền, để tôi cho anh chị các bạn coi, nó quảng cáo đủ thứ luật sư hết. Cái này là chỉ trên mạng thôi nhá, cho anh chị em các bạn đấy, nó quảng cáo luật sư đó. Luật sư tai nạn, luật sư giao thông, luật sư các bạn dở trong cái phone book ra, dở vỡ trong những cái mà lên mạng đánh lawyer attorney, nó dưới bậc thằng luật sư nha anh chị các bạn. Bên này nó có hai loại luật sư, một cái được gọi là lawyer, cái tụi lawyer nó học trình độ của nó cao hơn, trình độ của nó học tới, theo tôi biết là tùy theo ngành của nó học khoảng 6 năm rồi trở lên đó. Mấy thằng đó, còn mà attorney thì nó học dưới, nó phải làm việc dưới cái thằng mà lawyer, cái thằng đó nó kiếm nhiều tiền hơn. Còn thằng attorney thì nó không bằng. Các bạn thấy không,
cái chỗ này là các bạn biết vô đây nó tụt quần tụt áo, nó nhảy đầm, nó dễ ra gọi cái bo. Các bạn biết những ngày cuối tuần nó đông lắm. Rất là đông. Tại vì cái chỗ này các bạn biết nó, tôi không dám khi mình vô á, mình quay phim sợ nó không cho đâu. Các bạn biết đó, chỗ này là cái bo. Cái bo này đắt dã man lắm, chiều một chút nữa coi. Đắt khủng khiếp luôn. Tại nó vùng ngoại ô mà người ta đi làm việc người ta cực nhọc. Rồi cuối tuần họ muốn đi vô đây chơi, ngồi uống bia. Các bạn uống một ly bia không, một chai bia 3-4 đồng thì họ lội. Mắc lắm, cái gì nó cũng mắc hết trơn á. Mà nhà mấy cái chỗ này, cái luật của nó các bạn biết, mấy thằng này nó mua license các bạn biết. Tôi nói anh chị các bạn biết nha. Cái license mà để bán rượu bia của thằng này ít nhất cũng khoảng là 300 ngàn đô. Tại tôi làm kinh doanh rồi tôi biết mà. Các bạn thấy không, không có một cái cửa sổ nào được hở hết á. Tại vì nó cần phải khép kín lại, nó không muốn con nít hay là tất cả những người khác họ nhìn thấy. Nó đóng kín bít những cái cửa là các bạn biết, nó sơn bít lại hết là không có được ai thấy hết trơn á. Anh vô trong đó giống như là anh là ở trong một cái thế giới riêng thôi. Các bạn thấy không, anh ở trong một cái thế giới riêng thôi, anh ở trong đó. Là thường đó, các bạn biết mấy cái bo như vậy á, là ở bên Mỹ đó, theo cái thống kê mà tôi biết đó, là những phụ nữ, các bạn biết, dân gọi là y tá, dân có trình độ không á, tại vì nó làm lương cao, nó làm nó hay, nó tiền nhiều lắm. Các bạn biết nhiều khi nó vô, nhiều đứa học sinh nó lên đại học nó không có tiền nó cũng vô nó làm nữa. Vì các bạn biết ha, nó làm nó kiếm tiền nó trả tiền học. Tại vì một đêm nhiều khi nó kiếm 5-3 ngàn. Các bạn biết nó bo tiền thiếp đồ. Chưa nói là nó đi với khách á. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ mà. Các bạn thấy không? Nó kín bít là hết, nó không có cho người ngoài thấy vô. Ở trong đó là nó gọi là private. Các bạn thấy nó kỹ lưỡng lắm. Ở bên Mỹ mà nó đâu có cho một cái cửa, nó cái luật của nó mà không có một cái cửa kiến nào hết trơn. Nó xây kín là hết. Đấy. Các bạn thấy nó gọi là cái bo. Bên này bên Mỹ rất là nhiều. Có những cái bar nó gọi là topless dancing. Nó gọi là topless là gì? Là trần truồng hết. Mà anh chị em các bạn thấy đó. Bởi vì mà chống cộng cực đoan bên Mỹ nó ghét tôi là như vậy. Tại vì với tôi là khùng khùng mới dám lên mạng rồi nói về mặt trái của nước Mỹ thôi. Còn đại đa số những người Việt của mình, anh chị em các bạn biết, họ sống, người ta an phận, người ta qua Mỹ rồi người ta không muốn đụng chạm gia đình và cuộc sống người ta không có muốn đụng chạm, phiền lắm. Các bạn biết đụng vô cái cộng đồng người Việt nó phiền. Tôi nói có anh Tyson, anh Mike Tyson, ảnh là người ở bên Mỹ Cali, chính ảnh kể cho tôi nghe, anh chị các bạn biết, nó hành ảnh á, ảnh nói nó hành ảnh, nó gượt ảnh, nó quăng phân, nó thảy cát, nó đập xe, nó chờ, nó đâm bánh xe, nó đâm đủ mọi cách. Ảnh kể tôi nghe cái này, tôi nghĩ là tôi mạo muội, tôi nói ảnh kêu tôi đừng nói, tôi mạo muội tôi nói. Anh chị các bạn nghe ảnh kể thấy thương lắm rồi. Cho nên ảnh phải dời đi xuống San Diego để ở, để tránh xa tụi nó đó. Tôi phải giỡn đâu. Các bạn thấy đời sống bên Mỹ mà các bạn thấy về vấn đề mà đi bước vô cái chợ mua đi thuốc còn bên Việt Nam, con nít cũng đi mua được. Tuổi nào uống bia uống rượu cũng được, hút thuốc cũng vậy. Các bạn thấy không, Việt Nam mình không có những cái luật gì hết trơn á. Ở bên Mỹ tất cả một cái gì truyền thông, từ truyền thông, truyền hình, tivi, từ đời sống dân sự, từ bất động sản, mọi thứ đều có luật hết. Thằng chính phủ nó khôn lắm, nó đứng đằng sau nó làm luật. Các bạn biết cái tụi đứng đằng sau á, nó làm luật và người dân phải thực thi. Các bạn thấy không, người dân phải thực thi. Không phải anh đóng thuế vô trong đó là anh muốn chửi chính phủ là anh chửi, anh muốn xuống kia anh la là anh la đâu, không có đâu. Tầm 7 năm bả nó bập tay anh không còn cái gì luôn á, không còn cái răng đi ăn cháo luôn á. Các bạn biết đâu phải dễ luôn. Cái bảng stop, tôi nói các bạn biết, trong cái hệ thống mà về giao thông bên Mỹ thì cái bảng stop nó có 4 chiều. Là anh tới đó anh phải ngừng, mặc dù không có xe anh cũng phải ngừng. Chứ không phải anh tới đó là không có xe là anh giọt qua đâu. Anh giọt anh cứ đi đâu. Không phải như vậy đâu anh chị các bạn, không phải như vậy. Tôi nói anh chị các bạn, ở bên Mỹ này cái gì nó cũng có luật lệ, luật pháp của nó hết á. Chứ không có đùa giỡn được. Sống ở trong một cái khu cộng đồng, anh muốn yên tĩnh thì anh phải trả tiền.
nó gọi là tiền qua, tiền home owner association. Cái tiền đó không phải là nó dọn gác, nó cắt cỏ cho nhà mình đâu. Nó chỉ cắt cỏ, nó chỉ dọn gác ở những con đường đi hay là những hành lang ở bên ngoài thôi, còn cái trước sân mình vẫn phải làm. Mình không làm thì nó sẽ phạt. Các bạn biết cỏ mà lên cao á, mình không cắt cỏ hay là mình tỉa cây mà trong cái khu đất mà mình mua đó, để tôi chỉ cho anh chị các bạn coi, vô ra tôi chỉ cho anh chị các bạn coi, nó sẽ phạt. Nó chỉ men nành là gì, giống như những con đường như vậy đấy, thì mình đóng cái tiền á, các bạn biết cái tiền lệ phí đó là đường xá bé bên ngoài nè, rồi dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Còn trước nhà của mình đó mà cỏ lên đó, các bạn biết trong nhà cỏ lên trồng cây hay bất cứ gì là mình phải làm hết, là mình phải làm đấy, mình phải làm cho đúng, cắt cỏ các đồ dọn dẹp sạch sẽ. Chứ mà để cỏ lên tùm bậy tùm bạ là nó phạt, chứ không phải là mình đóng cái tiền đó là có nghĩa là cái thằng khu vực đó nó sẽ làm hết cho mình. Không có đâu. Bữa hôm có một cái anh bạn nào đó lên cũng trẻ trẻ rồi, dân thanh hóa đó các bạn biết. Rồi khi tôi nói cái ảnh bức anh ta bức anh chàng này bức xúc á, các bạn thấy không, nhà trước nhà trồng cỏ như vậy đó là mình phải dọn dẹp, là mình phải cắt cỏ, chứ để cỏ lên cao là sẽ bị phạt. Các bạn thấy không, nó phải đâu ra đó hết, chứ không phải anh tôi đóng tiền là người ta sẽ dọn dẹp hết cho mình từ chỗ này chỗ nọ. Các bạn thấy không? Bên Mỹ nó cất nhà loại bằng sắt nè anh chị em các bạn. Cái loại này Việt Nam mình chắc áp dụng không nổi. Các bạn biết cất bằng sắt á, toàn bộ bằng sắt hết. Xong rồi nó gáp, nó đóng với dầu, nó gáp với dầu rồi nó đâu nó nện tắc cô lên, nó gọi là nó nện xi măng lên. Các bạn thấy không? Nhà cửa đồ bên Mỹ nó làm, các bạn thấy cất nhà cất cửa cũng vậy. Tôi quay lại cái này lại cho anh chị các bạn xem. Nó có các bạn cái permit xin phép xây nhà xây cửa như vậy. Đấy, các bạn thấy nó phải có cái số hết, cái gì cũng vậy hết. Nó có một cái luật pháp của nó, chứ đâu phải anh muốn làm gì anh làm đâu. Anh coi các bạn coi đường xá bên Mỹ nó nứt, nó bể, các bạn thấy không, nóng lạnh nữa. Để tôi cho các bạn coi, đâu phải Việt Nam mà đường này đường mới nha. Các bạn nó nứt đấy, nó bể á, ý là nó mới xây á, nhà người ta chưa có ở đông á, mà tôi các bạn thấy thôi, ở bên Mỹ á, mà nó nứt nó bể còn như vậy á, mà trong cái Việt Nam mà nứt chút xíu bắt đầu mấy thằng tụi chống cộng cực đoan dân mà dân cái cụi rồi nó nhảy rồi nó la làng lên rồi. Tại vì Mỹ cái dân sự đời sống, cái dân sự nó giao cho tư nhân làm, thằng tư nhân có gì nó rây ra, nó nói thằng tư nhân nó hư vậy đó mày phải sửa lại. Còn Việt Nam thì ông chính phủ ông đứng ra ông làm nhiều hơn, cho nên ông bị dân chửi rất là nhiều. Mọi cái mọi thứ là dân cứ đè ông chính phủ qua chửi nát. Bởi vì nhà nước Việt Nam mình từ phải giống như là tư nhân quá bớt, mà nhà nước chỉ đứng đằng sau gọi là làm luật thôi, làm luật và để cho những người mà tư nhân á nó làm đúng luật. Các bạn thấy không, những con đường này đâu phải đường cũ đâu, khu dân cư chưa có đầy đủ mà nó nứt giả man như vậy rồi đó. Nó nứt ghê không, nó nứt mà mấy ổng không chịu sửa luôn á, chỉ chám thôi. Các bạn biết nó chỉ chám cái nhựa lại cho bít lại bớt, cho nó bớt cái nhìn thấy cái nứt nó ghê gớm thôi. Chờ anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Các bạn thấy không? Bây giờ tôi quay để anh chị các bạn thấy sao? Mình phải đồng hành với đảng và nhà nước Việt Nam để xây dựng đất nước ngày một tốt hơn. Chứ không phải thấy mấy ông Việt Kiều, mấy ông chống cộng cực đoan bên Mỹ lên hô hào ca ngợi nước Mỹ rồi bắt đầu mình ngồi đó, mình đầu cái này rồi nọ. Tôi giải thích về luật pháp Mỹ mà các bạn ngồi các bạn không giật mắt nữa. Các bạn thấy đường nó nứt, nó nứt mà đâu có sửa đâu, nó chỉ đổ cái phần nhựa ra, nó đổ phần nhựa vậy thôi. Nó chỉ đổ cái nhựa ra, nó sửa bớt thôi. Các bạn thấy khu dân cư không? Đây, khu dân cư này, những khu này dân là cũng họ cũng phải đóng thuế, chứ không phải những người này họ đóng thuế rất là cao. Tại cái khu này nó đã được xây dựng lên rồi. Đấy, đường bot.
ở Việt Nam mình, tại vì sao mình có cái đường bot là gì, cái bot của mình tại vì dân của mình không có đóng thuế, cho nên ông chính phủ ông mới đi vay vốn, ông mới đi vay chỗ này chỗ kia ông làm, mà dân lái xe ho, những dân chung lưu là hưởng lợi nhiều nhất, chỉ có dân doanh nghiệp mới chết thôi, đè đầu mấy ông doanh nghiệp ra đập không à. Các bạn thấy không, đường này nó hư, nó sửa không à, nó chỉ đổ cái nhựa thêm lên đó, cái nhựa trên đó nó phủ qua nó sửa lại như vậy, nó chỉ gọi là sửa giả tạo á. Các bạn thấy không, tại vì dân cư chưa có đông, nó chưa có lấy được thuế nhiều, sau này nó lấy được thuế nhiều, các bạn thấy nó nứt giả man không, nó nứt từ trong kia nó nứt ra tới ngoài này. Các bạn thấy coi nè, nó nứt, nhưng mà dân bên này nó đâu có chửi đâu đó, các bạn thấy không, nó nứt, mà dân bên này nó biết, tại vì nó có nhiêu đó thì nó sống nhiêu đó thôi, nó cũng đồng cảm với ông chính phủ. Các bạn thấy đó, ý là đường xá bên Mỹ á, cái này là nó chơi kiểu này là nó sửa, nó gọi là nó sửa kiểu ăn gian á, nó chỉ xịt cái nhựa bùng qua thôi, các bạn thấy nó xịt chứ ghê lắm, các bạn thấy không, nứt á, nứt da man luôn, gặp như kiểu Việt Nam hả. Ô, mấy thằng chống cộng cực đoan, mấy dân chủ cùi nó nhảy vô, con mắm Nguyễn Ngọc Dư Bình nhảy vô nữa, hốt hụi, các bạn thấy không. Tôi thấy bởi vì nhiều khi tôi lên đây tôi chỉ mong làm sao để truyền cái thông điệp về với quê hương, để cho các bạn thấy các bạn sẽ thương mến cái quê hương của mình. Có đi ra nước ngoài được thì cũng mừng cho các bạn, để các bạn có cơ hội các bạn học cái hay của người ta, nhưng đừng có quay lại mà chửi bới quê hương rồi nói xấu quê hương, ăn cơ ăn đó, ỉa đó, múc lên đó, uống đó, lóng phèn là uống, nấu nước chín là uống, xong rồi đi qua xứ người ta bắt đầu quay qua chửi lại quê hương. Tôi nói mấy thành phần đó tôi khinh, tôi nói thật đấy, khinh, tôi khinh khủng khiếp. Các bạn thấy đường nó nứt không, cả một cái khu luôn mà dân đâu có chửi đâu. Ông chính phủ ông cũng khôn lắm, ông ra ông xịt nhựa qua một cái rồi vậy thôi đó, cho tới khi nào mà nó hư tới nỗi mà khủng khiếp đó là mấy ông mới cào cái nhựa lên. Mà mấy ông khôn lắm, mấy ông đợi người ta đóng thuế nhiều lên. Các bạn thấy hồi nãy rồi nó nứt giả man không ha, ý là bên Mỹ người ta làm rất là đâu ra đó mà nó còn như vậy. Nó chi Việt Nam mình cái khí hậu mà dùng nhiệt đới và cái thổ nhưỡng của mình, bởi vì tôi về Việt Nam các bạn biết từ năm 93 tôi đã về rồi, khi mà đất nước bắt đầu ban giao mở cửa là tôi đi học đi làm ra trường có tiền rồi, bắt đầu tôi về với quê hương rồi, từng ngày từng giờ sau năm 2009 là tôi quyết định hồi hương. Tôi nói không có nơi nào bằng quê hương mình. Các bạn biết mà, tôi sống ở thằng Mỹ mà tôi lên bờ xuống ruộng tôi biết với nó mà, nó giáo dục một cái người mà thành đạt. Các bạn biết họ phải, các bạn coi chỗ này nó nứt không ghê nữa thôi đó. Chỗ này nó nứt rồi, các bạn coi nè đó. Ghê không? My goodness, các bạn thấy nó nứt không? Hồi nãy giờ tôi chạy á, nó nứt ra như vậy á, mà nó đổ cái nhựa gì qua đây à, mà có thằng nào chửi nào la chạy xe quá là bập bập, các bạn thấy không? Oh man, cá ơi, không kiếp không? Bởi vì các bạn thấy đó, đâu phải đây là những cái tuyến đường mà gọi là được đóng thuế rất là nhiều đó, đâu phải là ấy đâu, các bạn thấy nó nứt không? Coi nào, oh man. Cao mày cưa này, các bạn đây là những cái đường chính đó nha, đường này là những con đường này là các bạn nó nứt bánh chanh luôn. Những cái khu đô thị này là cái khu đô thị mới đó, các bạn biết khu đô thị này là đang lên, đang phát triển mạnh lắm, nó gọi là Verado. Các bạn biết cái khu đô thị này nó phát triển hơi bị ngon luôn, bây giờ nhà cửa đây là lên giá ầm màu ào. Các bạn thấy đó, khủng khiếp à, giật mình không, sợ chưa? Cái này là lỗi tại cộng sản nè. Đấy, các bạn thấy không, đường nó hư á, cái này là lỗi tại cộng sản á. Bởi vì cộng sản đi đến đâu là tàn phá đất nước Mỹ tới đó. Các bạn thấy không, tôi quay để các bạn nhìn thấy cái quê hương của mình, cái đất nước của mình, các bạn sẽ thương những người lãnh đạo ở ngoài trung ương, người ta đang ngồi đó bóp đầu bóp cổ mà phải suy nghĩ đủ mọi cách đó, để cho các bạn có được như ngày hôm nay. Các bạn lên mạng, các bạn có wifi,
tôi nói ở khu vực mà Đà Nẵng nhà nước tới nỗi mà chính phủ phủ sóng cái bùng wifi cho dân Đà Nẵng xài phi. Ở bên Mỹ không có chuyện phi, các bạn muốn có xài internet phi đó gọi là không tốn tiền đó, các bạn phải vô Starbucks hay là vô mấy cái chỗ mà nó phục vụ Hamburger King, nó bán đồ ăn rồi đó. Đấy, các bạn biết nó bán đồ ăn đồ uống rồi đó thì nó mới cho các bạn xài phi thôi. Mà vô đó nó chậm giả màng lắm. Các bạn thấy không, nhà cửa nó xây, các bạn thấy không, các bạn biết mỗi một cái nhà mọc lên như vậy đó, ông chính phủ ông thu thuế chú, các bạn biết ông thu thuế mà các bạn thấy đường nó cũng hư á, ý là nó làm rồi, cái này là mới nè, khu này là mới nè. Các bạn thấy không, đời sống mà đâu phải Mỹ, nó giống như mấy ông mà chống cộng cực đoan, mấy ông mà mới qua Mỹ, cái anh bạn mà mới qua Mỹ có 5 năm thôi mà đã quay về nói xấu quê hương rồi. Tôi nói thiệt là đáng tiếc, vợ của anh hốt ở lót ổ sổng, anh qua anh đẻ thôi mà anh đã quay nói xấu quê hương đau lòng không? Các bạn thấy không, phải là tôi đạo đức giả hay gì mà tôi thấy rất là đau lòng anh chị các bạn, buồn khủng khiếp. Nói thiệt á, ai bập tay mình tôi một cái mình đau cái đó thì mình chúc mình hết luôn. Mà những kẻ như vậy các bạn thấy, từ hôm hổm ngày mà tôi còn nhớ hoài ở trong đầu vậy, những người mà họ làm như vậy tự nhiên nó làm cho con người của tôi nó cứ suy nghĩ hoài. Nhiều khi mình sống cái nội tâm là các bạn thấy nó buồn lắm, buồn là mới qua Mỹ có 5 năm mà đã quay trở lại. Các bạn biết những cái khu này nè, nó gọi là cái tụi mà tư bản, cái tụi mà thầu khoáng đó, nó đứng ra nó làm hết. Thằng Mỹ nó khôn lắm, nó giao cho mấy thằng thầu khoáng này, nó đứng ra nó làm xong rồi nó giao lại ông chính phủ. Các bạn thấy không, tất cả cái gì nó đều có nằm trong luật lệ hết, số má đồ đầy đủ hết. Các bạn biết cái bản vẽ cái nhà, để bữa nào tôi mở cái bản vẽ nhà tôi ra cho anh chị các bạn xem, cái bản vẽ đó nhìn không nóng lạnh nữa thôi á, chỉ cần sai một, các bạn sai một con ốc thôi, một cái đinh thôi, tôi nói anh chị các bạn nha, đóng một cái đinh mà đóng chọt cái sườn nhà thôi mà nhổ không đúng á, là cái thằng mà inspector, cái thằng mà của quận đó, của chính phủ nó xuống đó, nó hành, nó bắt phải sửa lại. Các bạn biết những cái khung nhà như vậy nè, và đóng cái đinh đó, mà lỡ sai đó là phải rút ra làm sao cho nó đúng, mà lỡ mà đập sao mà nó phạm chỗ nào đó, là phải tháo nó ra sửa lại. Các bạn biết chứ không phải là giá chỗ này ấy chỗ kia, là phải tháo nguyên miếng nó ra làm lại. Các bạn thấy không, cái nhà bất cứ mọi thứ nó làm nó đều có kỹ sư, nó có tụi kỹ sư hết, kỹ sư về nhà cửa. Các bạn thấy không, chứ đâu phải đâu, mà ở Việt Nam tôi thấy, tôi ở trên Bảo Lộc tôi thấy mấy ông bài tôi cũng vậy, tôi thấy mấy ông kêu tôi cất cái biệt thự lên, hỏi thôi giờ cất phải tốn tiền giấy phép này kia, nói mà ông cứ nói cất đi rồi đóng tiền phạt thôi, nó vậy sao ngon vậy, sướng vậy. Cái dân sớm rẫy ở ngay chỗ trên Bảo Lộc mà cái vùng tôi ở đó anh chị các bạn biết đó, mấy cái biệt thự tôi lâu lâu tôi về tôi thấy biệt thự nó chu cha, sao bữa nay mấy cái biệt thự mọc lên, ta dân làm rẫy làm vườn nữa mà. Tôi hỏi thằng Yến nó làm gì bên xây dựng, nói ủa sao bữa nay nhà cất lên đẹp vậy Yến, họ xin phép hay sao lại mau mà lẹ vậy. Nói không anh ơi, em xây á, sao em xây làm sao mà hay vậy, nó đâu cần đâu, anh cứ làm đi em làm cho, rồi nhà nước bên này kia xuống rồi mình đóng tiền phạt thôi. Nó đã vậy, sướng rồi. Các bạn thấy không, chứ nói mà dân mình còn biết cách lách luật, ông nhà nước ông biết chứ không phải biết, ông nhà nước ông biết thôi kệ, thì dân được hưởng lợi thì cũng mừng cho dân, chứ không phải mọi thứ rồi đi ra cái chửi đảng, chửi nhà nước, chửi tẹt 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 ra. Đi ra nước ngoài mới có mấy năm mà bắt đầu quay lại nó xấu quê hương, mất dạy. Cái đó là vô cùng mất dạy, tục tiểu. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ, các bạn biết một cái lô đất hồi xưa, mấy cái đất này các bạn biết nó đâu có giá trị gì nhiều đâu, tụi mà tư bản nó, mấy thằng mà thầu khoáng nó vô rồi là các bạn biết nó
nó cất mà lô nhỏ vậy đó. Ôi ông nhà nước ông ngồi một cái nhà, như tôi nói các bạn nghĩ đi, mỗi một cái nhà gì đó tiền thuế ít nhất cũng khoảng, để coi, một năm ít nhất cũng khoảng, tôi nghĩ cái nhà đó khoảng 200-300 ngàn đi, thì tôi lấy khoảng chừng 500, thì có ít nhất cũng năm cũng khoảng 3 ngàn, 2-3 ngàn tiền thuế nhà, từ 2 ngàn đến 3 ngàn. Các bạn nghĩ đi, 1 ngàn cái nhà thì ông chính phủ địa phương á, ông thu về, cái ông chính phủ quận ông thu về biết bao nhiêu tiền luôn. Rồi cái ông xây cái trường học đây, các bạn thấy không, khi mà dân lên ở đông rồi đó, đó cái những cái chỗ như vậy nè, mình đóng tiền rồi cái tụi đó nó trả tiền, nó ra nó chỉ làm cảnh cho mình thôi, chứ không phải là nó xây nhà xây cửa cho mình đâu, có nó ra nó dọn dẹp cho mình đâu. Các bạn, mấy bên kia là trường học, lại tôi làm biến đi qua đó cho các bạn coi, khi mà dân lên đông rồi đó, rồi bắt đầu nó mới xây trường học đó, nó xây trường học rồi bắt đầu cái nó tạo cơ hội cho mấy thằng tư bản chợ búa rồi mọc vô đó. Các bạn thấy không, nó mọc vô nó tạo nên cái sầm út lên. Hồi xưa tôi ra ngoài đây, các bạn biết những con đường này á quan du lắm, mà bây giờ nó bắt đầu từ từ nó sầm út lên rồi. Tôi ở trên này là nó ở hơi đồi, các bạn nhìn xuống là dùng cái vùng thung lũng ở dưới, nhìn xa xa là các bạn ở đây tôi nghĩ là máy không thấy nổi đâu. Những cái tòa nhà ở khu mà trung tâm của thành phố Phoenix á, cái đây nhìn thấy nhưng mà tôi nghĩ trong máy các bạn không nhìn thấy nổi. Các bạn thấy không, cái khu chợ này nó mới có chuẩn bị mở lên thôi mà đất nó đã lên dùng dục rồi. Nó đất nó đã lên như vậy, anh chị em các bạn thấy đó. Có chuẩn bị xây chợ xây này kia, tại vì người ta đông lên. Mà các bạn biết nó làm như vậy đó là nó nghiên cứu hết. Các bạn thấy đường xá nó vẽ và nó làm, anh vẹo trái là anh vẹo trái, chỉ vẹo trái thôi, anh vẹo phải là anh chỉ vẹo phải thôi, anh đi thẳng là anh đi thẳng. Thì không có Việt Nam á, nó thấy được cái, nó nhìn không thấy được cái, nó nhá cái nó chèn nhau. Các bạn thấy đời sống mỗi nơi mỗi khác, cho nên mình không có thể nào bắt ông nhà nước phải làm theo cái quy trình cho mình được. Nếu mà làm theo kiểu mà quy trình đâu qua đó là các bạn chỉ ngồi khóc kêu trời thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đâu phải đơn giản đâu các bạn. Đời sống muôn màu muôn mặt. Các bạn đang sống trong đất nước, tôi nói các bạn đang hừa thưởng một cái sự mà biết bao nhiêu xương máu của những người đã nằm xuống, đã ngã xuống, mà các bạn không biết quý trọng nữa thì thôi. Các bạn không biết chịu khó học hành để bươn lên nữa thì tôi nói thôi. Bởi tôi nói nhiều người trong nước không xong, đi qua ngoài Mỹ làm con mẹ gì, qua bên Mỹ cho Mỹ nó cóc đầu rồi. Ở trong nước mà còn không xong mà cứ đòi đi ngồi nhịn bên Mỹ là thấy xong rồi, xong game. Bởi vì đời sống mà muôn màu. Ở một cái đất nước phát triển, nó có quy hoạch, nó đâu qua đó hết rồi. Còn đất nước mình, cái văn hóa mấy ngàn năm nay, mình bị phong kiến, mình bị đô hộ, chiến tranh, đất nước thống hòa bình rồi, giải phóng rồi, còn lại đánh đóng gạch bụng. Các bạn thấy không? Năm 78 mình vừa phải đương đầu với lại phương Bắc. Đấy, rồi nào là tụi Pol Pot nó tấn công ở vùng Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự, nó tàn sát người dân của mình. Rồi nạn lũ lụt, cơn đại nạn Hồng Thủy năm 78, 77, 78 nữa. Rồi mình bị bao vây kinh tế nữa. Các bạn thấy khốn khổ, ăn bo, ăn độ. Mà bây giờ đất nước đổi mới phát triển gì mà nhiều người lên đây còn kêu trời kêu đất, còn than trách, còn tìm đủ mọi cách để phá hoại nó, thì tôi nói không biết, tôi bó tay luôn. Tôi nói thật, tôi coi như là không biết cái gì, tôi không biết phải giải thích làm sao nữa luôn. Thành ra đành chịu, chỉ mong rằng ông trời cũng thương đất nước và giúp những người mà lãnh đạo sáng suốt để đặng mà làm sao mà lái cái con thuyền vận mệnh đất nước ngày một nó tốt đẹp hơn. Các bạn thấy một cái đất nước mới có hơn 20 năm thôi, nước Mỹ người ta đã có 300 năm nay rồi, hơn rồi. Các bạn thấy ông George Washington, ông đọc cái bản tuyên ngôn độc lập nghe thì rất là hoành tráng: mọi người đều có quyền bình đẳng mưu cầu hạnh phúc, bla 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 bla.
cuối cùng sao? Có không? Đâu có. Tôi cho anh chị các bạn biết tôi còn 8 mẫu đất ở đây, không phải tôi phê anh. Và bữa đó đang bán 8 mẫu. Các bạn thấy không? Bên này 5 mẫu. Hồi lúc mà kinh tế nó xuống rẻ giả mang, bây giờ bán cũng được cả trên gần 2 triệu rồi. Bên đây 5 mẫu, bên đây 3 mẫu. Ngon không? Người biết làm ăn mà. Nhờ trời thương. Đâu phải lại bên các bạn thấy cây xương rồng đó, mấy cây xương rồng nó đẹp lắm á. Thằng nào mà nó lụm miếng đất này là nó mê luôn. Các bạn thấy không? Miếng đất này của Lợi Minh đó cho bạn biết. Ngon không? 5 mẫu đất. Cái nhà thằng này mà 1 triệu rưỡi nè. Thằng này cũng nằm trên mâu 5 mẫu nè. Thằng này nó là bác sĩ. Dân đây toàn là dân bác sĩ kỹ sư mà. Nhà theo kiểu mini trang trại mà. Anh chị em các bạn thấy không? Nhà theo kiểu mini trang trại mà. Mạnh thằng nào nấy nó cất theo cái kỹ sư rồi chúng ta cho phép đồ sang trọng lắm. Các bạn thấy không? Bác sĩ á. Những người ta thành tài như vậy, người ta phải học, người ta phải làm, người ta phải có cái cơ ngơi. Chứ đâu phải Lợi Minh quay để anh chị em các bạn thấy. Xã hội Mỹ nó muôn màu, muôn mặt, muôn hình, muôn vẻ. Chứ không phải như các bạn, không phải Lợi Minh đánh bóng nước Mỹ để cho các bạn đu dây rồi lên tốt ở trên, lên cao rồi rớt xuống cái đùi. Bởi vì mình, tôi nhìn về quê hương thấy thương quê hương mình lắm. Nói thật các bạn, tôi thấy mỗi lần tôi về tôi thấy từ những người bán vé số, từ những người lao động phổ thông, họ rất là dễ thương. Họ sống phải nói là, các bạn biết những cái khu tôi ở vậy, nó gọi là khu tư nhân, đường xá nó chạy, nó nhảy như ngựa chạy. Các bạn thấy những con lộ này đó, là các bạn biết nhìn như vậy là không phải ông chính phủ ông làm đâu nha. Cái này là tụi tôi tự bỏ tiền ra làm đó. Là mình mua cái nhựa này nè. Cái nhựa này là nhựa mà những con đường của ông chính phủ ông cào lên, giống như mấy đường hư đó. Mấy ổng đem máy rồi mấy ổng cào cái lớp trên ra, cái mấy ổng cái bình đi ra, mình mua cái này về mình rải, người quý cái khu đây hùng là rải rồi xong cái mình thuê máy cài đó, nó kéo ra như vậy nè. Các bạn thấy không? Bởi vậy đường mà mình phải tự men mình đó, mình phải tự làm mới có được. Còn cái khu này trước nhà của Lợi Minh là cháu bạn biết là nó bị nước chảy dữ quá đó, nó xoáy mòn. Thì bây giờ mình muốn bây giờ nó bình hùng nhau lần đó thôi, bây giờ nó mòn rồi, cả 20 năm nó mòn rồi. Thì bây giờ mình phải tự mình làm lợi thôi, chứ đâu ai làm cho mình đâu. Không có giỡn đâu cưng. Các bạn thấy không? Đấy. Nhà của Lợi Minh đấy. Nhà của cộng sản á. cộng sản qua Mỹ, mấy thằng bao que kìa đó, nó lại nhà nó nói là Lợi Minh mới qua Mỹ đi rửa tiền rồi tùm lum, mấy thằng khùng. Thôi thì mình chia sẻ với anh chị em các bạn vậy thôi. Chúc anh chị em các bạn quê nhà nhiều may mắn, thành công, cố gắng lo làm ăn, học hành điều đó để phấn đấu mà vươn lên. Các bạn nhìn thấy đất nước người ta đó, đâu phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống đuổi rồi lụm đâu, đâu có trồng cây tiền mà ra đó cứ hái đâu, phải phấn đấu dữ lắm. Các bạn biết phấn đấu khủng khiếp lắm. Thôi thì chào anh chị em các bạn nha. Bye bye. Bye anh chị em các bạn. Bye bye.